Tháng 11 năm 2021, tại sân bay thử nghiệm Hải Nam, một chiếc chiến đấu cơ màu xám đậm, hai động cơ, dáng vẻ tàng hình lạnh lùng, rít lên trên bầu trời âm u. Không có quốc kỳ, không có số hiệu, chỉ có hình bóng lạnh lùng lao vào mây xám. Một hình ảnh khiến cả giới phân tích quốc phòng phương Tây phải dừng lại, không còn là nguyên mẫu trưng bày tại các triển lãm, không còn là bản sao bị chê cười của F-35. Đây là J-35, tiêm kích tàng hình thế hệ năm mới nhất của Trung Quốc, được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay, thay đổi hoàn toàn vị thế của Bắc Kinh trên các vùng biển tranh chấp. Nhưng điều khiến người ta lo ngại không chỉ là chiếc máy bay, mà là cách nó xuất hiện. Im lặng, không ồn ào, không tuyên bố. Cũng giống như cách một bóng ma đến gần, không ai nghe thấy cho đến khi nó đã ở ngay trước mặt. Vậy J-35 thực sự là gì? Nó nguy hiểm đến đâu? Và liệu đây có phải là bước đi sẽ định hình lại cán cân không quân ở Thái Bình Dương? Mintech Flix sẽ cùng bạn vén màn bí mật về chiếc tiêm kích tàng hình bí ẩn nhất đến từ phương Đông. Câu chuyện của J-35 không bắt đầu trên tàu sân bay, mà bắt đầu từ một cái bóng, một nguyên mẫu bị phương Tây xem thường. Năm 2014, tại triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc lần đầu công khai mẫu chiến đấu cơ tàng hình mới với cái tên FC-31 Gifalcon. Thiết kế của nó khiến nhiều người sững sờ: cánh xiên, thân dẹp, hai động cơ và một khoang vũ khí trong bụng. Nó trông quá giống F-35. Giới phân tích nhanh chóng gán cho FC-31 biệt danh F-35 nhái của Trung Quốc. Nhưng cũng chính từ lúc đó, cái nhìn bề ngoài đã làm lu mờ đi một câu hỏi quan trọng hơn: Trung Quốc đang thử nghiệm điều gì phía sau lớp vỏ này? Không giống J-20, vốn do nhà nước phát triển và dành cho không quân, FC-31 là sản phẩm của tập đoàn máy bay Thẩm Dương, được gọi là một dự án tư nhân quân sự. Một thiết kế không theo đơn đặt hàng, không có cam kết từ quân đội, chỉ là một thử nghiệm tự phát, nhưng đầy tham vọng. Suốt gần một thập kỷ, FC-31 liên tục bị nâng cấp sửa đổi, cải tiến và im lặng. Không xuất khẩu, không vào biên chế, không biến mất. Mãi đến năm 2021, mẫu cải tiến hoàn toàn mới, với tên gọi nội bộ là J-35, bất ngờ xuất hiện trên các tài liệu mô phỏng tàu sân bay Phúc Kiến. Và đó là khi mọi thứ thay đổi. Không còn là nguyên mẫu nhái, không còn là dự án thử nghiệm. J-35 trở thành biểu tượng cho chiến lược tàng hình hóa lực lượng hải quân Trung Quốc từ vùng trời biển Hoa Đông đến tận Ấn Độ Dương. Nhưng bước chuyển đó chỉ là khởi đầu. Đằng sau lớp sơn hấp thụ radar kia là cả một thế hệ công nghệ mới đang định hình lại khái niệm về sức mạnh trên tàu sân bay Trung Quốc. Đừng để vẻ ngoài trơn mượt đánh lừa bạn. Bên dưới lớp sơn hấp thụ sóng radar là một tổ hợp công nghệ được thiết kế để khiến đối thủ không kịp phản ứng. Trái tim của J-35 là hai động cơ phản lực WS-19, dòng động cơ thế hệ mới do Trung Quốc phát triển, được cho là có thể tạo ra lực đẩy hơn 12 tấn mỗi chiếc. Hai động cơ đồng nghĩa với khả năng tăng tốc tốt hơn, độ linh hoạt cao hơn và quan trọng nhất, khả năng sống sót lớn hơn nếu một bên bị tổn thương trong không chiến. J-35 có thể đạt vận tốc Mach 2,2, tương đương hơn 2.700 km/h. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. Trên chiến trường hiện đại, thứ quyết định thắng, thua là ai thấy ai trước. J-35 mang theo radar AESA nội địa có khả năng dò tìm, bám mắt và khóa mục tiêu cùng lúc hàng chục máy bay, kể cả khi đối phương đang bật chế độ tàng hình. Kết hợp với hệ thống cảm biến hồng ngoại IRST, camera điện quang LIR gắn mũi và mũ phi công tích hợp hiển thị dữ liệu 360 độ, J-35 không cần phải bắn để biết đối phương đang ở đâu. Và khi nó bắn, vũ khí trong khoang bên trong đủ khiến bất kỳ máy bay nào phải lùi lại. Tên lửa PL-15, radar chủ động, tầm bắn hơn 200 km. PL-17, tên lửa không đối không siêu tầm xa, được cho là vượt cả AIM-120A MRAAM của Mỹ. Cùng hệ thống tên lửa đối đất, đối hạm trong tương lai gần. Tất cả được giấu trong khoang vũ khí kín hoàn toàn, giúp duy trì tối đa khả năng tàng hình. Với thiết kế khí động học tối ưu, cánh xiên ngực, cửa hút khí dạng S và lớp sơn radar mới, J-35 đạt mức tiết diện phản xạ radar ước tính dưới 0,1m, tương đương với chim bồ câu trên radar truyền thống. Nhưng đừng quên, đây là một chiến đấu cơ tàu sân bay. Và điều đó có nghĩa, hệ thống hạ cánh tăng cường, móc giữ, khung gia cố, tất cả đều được tính toán để nó có thể cất, hạ cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến sử dụng máy phóng điện từ. Điều đó biến J-35 không chỉ là chiến đấu cơ hiện đại, mà là vũ khí tàng hình mang theo sức mạnh chiến lược, sẵn sàng rời tàu, tấn công và biến mất. Một lưỡi dao bay trên biển mà đối thủ chỉ phát hiện ra sau khi đã trúng đòn. Ở bất kỳ đâu J-35 xuất hiện,
cái tên được nhắc đến đầu tiên luôn là F-35. Và đó không phải ngẫu nhiên. F-35 Lightning II chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của Mỹ là máy bay được triển khai rộng rãi nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Hơn 900 chiếc đang hoạt động, trải dài từ châu Âu đến châu Á, với 3 biến thể F-35A, F-35B cất cánh thẳng đứng và F-35C tàu sân bay. J-35 ngược lại mới chỉ bước vào giai đoạn tiền sản xuất. Nhưng sự giống nhau giữa hai chiếc máy bay này lại là điểm khởi đầu cho một cuộc đối đầu dài hơi. F-35 là một hệ sinh thái không chỉ là máy bay, mà là trung tâm của mạng lưới cảm biến chiến trường, liên kết vệ tinh, dữ liệu, radar, UAV và các nền tảng trên biển. J-35 thì khác, nó là sản phẩm đang hoàn thiện, được thiết kế để hoạt động độc lập hoặc trong nhóm máy bay Trung Quốc, kết nối với hệ thống chiến đấu kiểu Trung Hoa, radar mặt đất nội địa vệ tinh Beidou, máy bay cảnh báo KJ-500. F-35 có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, giúp Mỹ triển khai trên tàu đổ bộ cỡ nhỏ như USS America hay các sân bay dã chiến. J-35 không có cất cánh thẳng đứng, nhưng bù lại, nó có hai động cơ, tức là khả năng cơ động, tốc độ và tầm hoạt động vượt trội hơn F-35C, biến thể tàu sân bay của Mỹ. Về lý thuyết, J-35 có thể mang tên lửa tầm bắn xa hơn, bay nhanh hơn và có khả năng sống sót cao hơn trong môi trường cường độ cao. Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tế chiến trường mới là nơi để lộ điểm yếu. Và hiện tại, F-35 đã thực chiến, đã bắn hạ mục tiêu, đã chạm trán radar đối phương và sống sót. Còn J-35 vẫn là một ẩn số. Một ẩn số đang được mài giũa từng ngày để sẵn sàng đối mặt với đối thủ mà nó được sinh ra để cạnh tranh. Mọi chiếc máy bay, dù hiện đại đến đâu, đều có điểm yếu. Và J-35, sau lớp vỏ bóng bẩy và khẩu hiệu công nghệ, vẫn đang phải đối mặt với những thách thức sống còn. Thứ nhất là động cơ. Dù Trung Quốc đã công bố WS-19 là dòng động cơ nội địa thế hệ mới, nhưng đến hiện tại, chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy nó đã hoàn toàn ổn định, đáng tin cậy và đủ chuẩn tàu sân bay. Trên thực tế, các mẫu thử FC-31 trước đây từng dùng động cơ RD-93 của Nga, loại tương đối yếu và không phù hợp với tiêu chuẩn stealth. Nếu WS-19 chưa sẵn sàng, J-35 vẫn phải đối mặt với giới hạn về tầm bay, tải trọng và khả năng tăng tốc, yếu tố sống còn trong không chiến tàng hình. Thứ hai là hệ thống cảm biến và dữ liệu. Trong chiến tranh hiện đại, máy bay không chiến một mình. Nó chiến đấu như một mắt xích trong mạng lưới tác chiến đa tầng. F-35 thắng không phải vì bay nhanh mà vì nó thấy trước, khai hỏa trước. Câu hỏi đặt ra, liệu J-35 đã có hệ thống chuyển dữ liệu an toàn, tốc độ cao, liên kết với UAV, vệ tinh và radar mặt đất theo thời gian thực? Nếu chưa, khả năng tàng hình cũng chỉ là vỏ bọc đẹp mắt nhưng thiếu phối hợp và dễ bị cô lập. Thứ ba là Hải quân Trung Quốc. Để J-35 phát huy toàn bộ sức mạnh, cần một hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh. Tàu sân bay có hệ thống phóng điện từ hoạt động ổn định, hệ thống hậu cần tàng hình, đào tạo phi công chuyên biệt, mạng chiến đấu tích hợp tương thích. Mà tất cả những yếu tố đó vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa đạt độ sẵn sàng chiến đấu như nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Và cuối cùng là một yếu tố không thể đo đếm bằng radar, kinh nghiệm thực chiến. J-35 dù hiện đại vẫn chưa từng tham gia bất kỳ chiến dịch thực tế nào, trong khi F-35 đã hoạt động ở Trung Đông, Đông Âu và các vùng biển nóng, đã bị radar đối phương dò tìm, đã va chạm điện tử và sống sót. J-35 chưa từng bị bắn, chưa từng đánh trả. Và trong chiến tranh hiện đại, thực chiến là bài kiểm tra tàn nhẫn nhất. Dù được quảng bá như một biểu tượng mới, J-35 vẫn chỉ là một con ác chưa lật bài và cũng có thể là một quân bài chưa hoàn thiện. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện của công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.